quà cho các em thiếu nhi lên trên sân khấu nhà thờ. Xin và quà cho các em thiếu nhi lên trên sân khấu nhà thờ. Chúng ta tham dự nghi thức hạ huyệt cha cố Giuse. Xin tất cả chúng ta đều đứng trong hàng. Mong mọi người đứng trong hàng để tỏ lòng yêu mến cha cố Giuse. Thank you.
con có xin đứng ở dưới chỉ có ai. Chúa đã cho cha cô Giuse để ghi ân tin trong nước thánh tây. Xin đoái thương cho linh hồn cha cô Giuse được vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là cha cô Giuse trong tiệc mình mau thánh Chúa. Xin đôi thương nhận linh hồn cha cô Giuse vào bàn tiệc trong nương Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đôi thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn cha cô Giuse được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn dân Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta cầu nguyện và cha cố Giuse Nguyễn Đức Dung, ngài cũng cầu nguyện bằng chính kinh mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta cầu nguyện hàng ngày. Và giờ đây trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau cầu nguyện qua kinh mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là cha cố Giuse đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa khi còn sống. Tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu thì trên trời. Xin Chúa nhớ lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn cha cố Giuse được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn cha cố Giuse. Lạy Chúa, con ở dưới vừa sơn. Chúa, hãy thương nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng tôi nào ai đối lừa, bởi Chúa hằng có lòng này. Cùng vì lời Chúa phán đưa, con đã trong tay Chúa, linh hồn con cấy vì lời hứa. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn cha cố Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn cha cố Giuse cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha cố Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Giờ đây, một cha nghĩa tử của cha cố Giuse có lời cảm ơn tới quý cha và cộng đoàn. Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ, trước hết, cho con xin thay lời cho quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý gia đình đang quyến của cha cố Giuse kính yêu của chúng con có đôi lời cảm tạ. Trước hết con xin thay lời cho gia đình
linh tông quyết thuật của cha cố Giuse. Cảm ơn đức cha Thomas kính yêu của giáo sở mẹ vũ trụ, và cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha cố và quý cha trong một mọi giáo phận. Con xin cảm ơn tất cả quý nam nữ tu sĩ, quý cộng đoàn của các sứ họ, và con xin cảm ơn tất cả quý đoàn đã phục vụ trong ngày tang lễ của cha cố Giuse kính yêu của chúng con. Và con xin thay lời cho gia đình linh tông huyết thập xin cảm ơn hết thảy mọi người đã công tác giúp đỡ trong ngày đại tang của cha cố Giuse của chúng con, và cách đặc biệt là ban tang chế và ban trị viện đã hy sinh tất cả mọi người đã dành cho cái tình yêu cho cha cố Giuse kính yêu của chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện xin Chúa cho công bồi thầu cho đức cha kính yêu, cho cha tổng đại diện, quý cha cố và quý cha trong giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý giáo xứ, quý đoàn và hết mọi người cộng tác giúp đỡ cho ngày đại tang cha cố chúng con được mọi phần tốt đẹp. Và một lần nữa đặc biệt con xin cảm ơn cha chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ Trung Châu đã quảng đài và thương mến đến cha cố Giuse của chúng con, và để ngài được an táng, an nghỉ trong lòng đất mẹ của giáo xứ Trung Châu này. Chúng con không biết nói gì hơn, xin thay lời cho gia đình linh thông huyết thống của cha cố Giuse xin Chúa trả công bội hậu cho cha xứ kính yêu và cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trung Châu này. Chúng con một lần nữa xin gửi lại cha cố Giuse kính yêu cho cha xứ, cho cộng đoàn giáo xứ Trung Châu này. Và một lần con thay lời cho anh em linh mục, nhờ được linh tông huyết tộc, chúng con nếu còn thiểu gì thiếu sót thì con xin đức cha, quý cha và quý cộng đoàn xin lượng thứ cho tất cả gia đình chúng con. Con xin chân thành cảm tạ. Thank you.
lưới. Thế miếng cái mấy bạn lưới bả rồi. Đó. Mấy em còn không? Đó, nhà mà mấy em còn không? Mấy bạn không? Mấy bạn còn không? Mấy cháu còn không bảo ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.